Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 thị trường chạy chức sôi động, Phú Trọng bất lực buông xuôi. Báo chí trong nước những ngày qua loan đi thông điệp với sự chỉ đạo sát sao của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sự chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng của Đảng, Đại hội 13 sẽ là đại hội không chạy chức. Và khẩu hiệu mới nhất của nhà lãnh đạo chính quyền Cộng sản Việt Nam đã nhận được nhiều bình luận từ cộng đồng trên mạng. Đây là hình ảnh chụp bài viết của báo Vietnamnet, một tờ báo của nhà nước Việt Nam, hô hào khẩu hiệu Đại hội 13 sẽ là đại hội không chạy chức. Có người dân viết trên mạng trong sự hoài nghi rằng thật hiếm khi loa chính thống dùng phương pháp loại trừ để thừa nhận sự gian trá, là Đại hội 13 sẽ là đại hội không chạy chức, nghĩa là từ Đại hội 12 trở về trước đều có chuyện chạy chức, một sự gan dạ, bới ra hay tai nạn ngôn từ. Nếu đúng là các đại hội trước đều có tình trạng chạy chức, vậy mà khi kết thúc đại hội, báo chí đều viết rằng đại hội thành công tốt đẹp. Người khác thì viết, như vậy là họ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận các đại hội trước đây đều có chạy chức, chạy quyền. Được cái lần này họ công khai không giấu giếm. Tuy nhiên, nói là một chuyện mà làm lại một chuyện khác, bởi xưa nay họ gian dối quá nhiều, liệu có mấy ai tin nữa? Còn tài khoản Facebook có tên là Nguyễn Đức Vân thì bình luận tiếp như sau. Nói tào lao cho vui, nhìn các địa phương, đại hội đảng là biết hình ảnh trung ương thu nhỏ, quân đỏ đã biết mình trúng cử từ trước rồi, bầu chỉ là hình thức mà thôi. Còn Facebook Lê Hương cũng nhận định, sắp xếp đâu vào đấy rồi, nên đại hội chỉ là tiêu ngân sách mà thôi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần đề cập đến vấn đề chạy chức, chạy quyền trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị về công tác xây dựng Đảng vào ngày 19 tháng 1 năm 2018. Tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng tổ chức vào ngày 19 tháng 1 năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng. Ông đã nói, thực tế cơ chế kiểm soát quyền lực chưa cao, hiện tượng chạy chức, chạy quyền còn tinh vi, phức tạp. Ban tổ chức Trung ương cần làm rõ để có đề xuất cho Bộ Chính trị ban hành quy chế, có hay không chạy chức, chạy quyền, ai chạy, chạy ai phải làm rõ, vì cái này vẫn nhức nhối lắm, có nhiều thứ chạy lắm. Phản hồi lại phát biểu của ông Trọng, Facebook Đỗ Đăng Liêu đã viết như sau, có chạy hay không, ông Trọng hỏi cũng bằng thừa, vì cả thế giới đã biết ông Trọng là người biết rõ nhất. Ai chạy và chạy ai, điều này ông Trọng cũng biết rõ luôn. Biết rồi thì làm gì, cái này ông Trọng rất lúng túng. Cả đời là đảng viên, cuối cùng leo tới chức cao nhất là Tổng Bí thư. Ông Trọng biết rõ hơn ai hết, ai tham nhũng và tham nhũng cỡ nào, và biết rõ ai chạy, chạy ai và chạy cái gì. Biết rất rõ nên mới nói là có nhiều thứ chạy lắm. Và đã biết căn bệnh, đã biết nguyên do, tại sao vẫn không trị mà lại than rằng vẫn nhức nhối lắm. Tại sao lại nhức nhối và tại sao lại khó, câu hỏi cũng được đặt ra. Ông Nguyễn Sinh Hùng khi còn là Phó Thủ tướng đã nói, sai thì phải sửa, làm 10 việc tốt cũng có thể có một việc sai, nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc. Cho nên, cán bộ được thế cứ thoải mái tha hồ làm sai, tha hồ tham nhũng, và càng sai càng sửa lại càng sai. Bầy sâu cứ thoải mái sinh sôi nảy nở, và đó là môi trường tốt để tha hồ phát triển. Còn ông Trương Tấn Sang, khi còn là Chủ tịch nước, đã ngửa mặt lên trời và than rằng, trước kia chỉ có một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm, cả một bầy sâu, tất cả là sâu hết. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này. Ông Liêu cũng phân tích cái khó của ông Trọng, mà ông Trọng từng nói là khó hơn chống ngoại xâm. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhận chức Chủ tịch nước trong kỳ họp Quốc hội ở Hà Nội, Việt Nam vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Ông Liêu viết tiếp, ấy là bởi vì đánh tham nhũng là ta đánh vào ta, vẫn lời ông Trọng. Ta ở đây vừa là đảng ta, vừa là chính ta, là chính ông Trọng. Có ai ngớ ngẩn tin rằng cán bộ Trọng cả đời trong đảng leo từ dưới lên cao, qua bao nhiêu tầng trong bảy sâu nhung nhúc tham nhũng, leo tới đỉnh lại không từng chấm mút hay nhúng chàm hay không? Nếu ông Nguyễn Phú Trọng thực sự không nhúng chàm và không cùng đàn em chấm mút, thì ông Trọng đã bị cỗ xe quan liêu của đảng nghiền nát từ lâu rồi. Cho nên, ông Trọng há miệng thì bị mắc quai, cục xương nó nằm ở ngay đó.
bấy lâu nay bầy sâu to béo cùng nhau che chở để đục khoét, có rảnh ăn thì cũng chín bỏ làm 10 để cùng sinh tồn. Nay thức ăn cạn thì phải giành giật, phải thanh toán lẫn nhau. Bầy sâu gian ác đó, con nọ nắm tay con kia và lật tẩy nó thì lòi ra tẩy mình, bởi thế phải vừa tố vừa bịt miệng. Còn sâu phe ta thì kệ, dù có ăn tợn, ăn bẩn cách mấy cũng kệ. Chúng tham nhũng là cái gì? Thực chất chỉ là bầy sâu giành ăn, con đang nắm quyền giết con thất thế, để rồi chẳng bao lâu nữa lại tới phiên của mình. Nói cách khác, nạn tham ô đang khiến người dân phẫn nộ cùng cực, nên ông Trọng mới bày trò giơ cao đánh sẽ và một vài con thí chốt để chứng tỏ đảng chống tham nhũng hết lòng. Nhưng sau đó mọi tình huống vẫn trở lại như cũ, vì bắt nhốt hết lấy ai bảo vệ lãnh đạo đảng. Và chỉ khi người dân đứng dậy thì sâu có chạy đằng trời. Và đáng lưu ý, ngày 23 tháng 9 năm 2019, thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Nhân Trinh, là con trai của đương kim Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh khi mới 36 tuổi vào hồi tháng 7 năm 2020. Tại quy định 205 đã nêu rõ, không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng đảm nhiệm các chức vụ có liên quan. Quy định này kỳ vọng là chốt chặn hữu hiệu, góp phần chống chạy chức chạy quyền triệt để. Từ nay sẽ không có chuyện cả dòng họ làm quan, gia đình trị tại kỳ đại hội đảng lần thứ 13. Và nhà báo Phạm Minh Vũ đã có bài viết phân tích chính trường Việt Nam sau khi quy định này được ban hành. Ông cho rằng việc ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư tỉnh Bắc Ninh, đã bổ nhiệm con trai mình là Nguyễn Nhân Trinh làm Bí thư Thành ủy trước thềm đại hội 13 của đảng, ngay cửa ngõ thủ đô Hà Nội, chứ chẳng phải tận Hà Giang gì. Nó như một cú tát thẳng vào mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đó là thước đo giá trị quyền lực thực sự của cá nhân ông Trọng và Bộ Chính trị thật tâm muốn làm như quyết định của 205 hay không. Và như thế, ông Trọng ký cho vui, ký cho cái có để mà ký vậy thôi. Và việc ngay trước mũi Hà Nội lại bổ nhiệm cả dòng họ làm quan để trả lời rằng ông ta chẳng còn chút quyền lực gì trong đảng, hoặc là những việc ông ta làm chẳng qua chỉ là tạo ranh giới ngăn chặn phe cánh đối thủ mạnh lên mà thôi. Nói đâu xa, những sai phạm tày trời của Tất Thành Cang, của Lê Thanh Hải cùng đám sâu bọ Thành Nhà Hồ rõ mười mươi như thế, đầy đủ bằng chứng phạm tội, như lý do gì mà ông Nguyễn Phú Trọng đã không bắt? Đó chẳng phải là củi hay sao? Sai phạm Hoàng Trung Hải gây thất thoát hàng ngàn tỷ, chính Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ rõ sai phạm của ông Hải, tại sao chưa bắt? Đó chỉ là một vài ví dụ trong hàng loạt vụ án sai phạm ngàn tỷ khác, nhưng ông Trọng không muốn đút củi ấy vào lò. Và việc dòng họ Triệu ở Hà Giang cũng bị phanh phui, chẳng qua cũng vì áp lực dư luận khi vụ nâng điểm thi gây mất niềm tin nhân dân. Chứ không thì Phú Trọng cũng không hề coi cả dòng họ Triệu thống trị xứ Hà Giang là việc nghiêm trọng. Vì thể chế chính trị độc tài muốn thế, thể chế chính trị này muốn gia đình trị, dòng họ trị. Vì khi đó quyền lực mới nằm trong tay của phường lưu manh, đám thảo khấu được. Và nói chung, gia đình trị là chủ trương của đảng. Và khi đã là chủ trương của đảng thì tỉnh nào, thành phố nào cũng thế thôi. Không riêng gì Hà Giang hay Bắc Giang đâu. Nhà báo Vũ cũng nêu ra cựu Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm trong một lần tiếp xúc với cử tri đã phát biểu như sau: con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc. Và đây thực ra mới chính là cái chủ trương, đường lối của Đảng, nuôi dưỡng chế độ gia đình trị trong chính quyền cộng sản độc tài. Và chính ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, người đã từng phục vụ 5 đời Tổng Bí thư, 4 nhiệm kỳ công tác ở Ban Tổ chức Trung ương vào năm 2018, đã từng thừa nhận chạy chức chạy quyền bây giờ phổ biến, rầm rộ, trắng trợn, táo tợn, cấp nào cũng có, ngành nào cũng có. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đình Hương, cán bộ lão thành tại Ban Tổ chức Trung ương. Trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Hương đã miêu tả về tình trạng chạy chức chạy quyền như sau: chạy chức chạy quyền giờ không chỉ phổ biến ở trước kỳ đại hội, mà sau đại hội cũng vẫn diễn ra gần như công khai, trắng trợn. Chạy không còn là vấn nạn nữa, mà đang thực sự trở thành phổ biến đối với đất nước và đảng ta. Ngay từ khi triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 lần 2, khóa 8, Bộ Chính trị đã báo cáo trước Trung ương chỉ ra 5 loại chạy, đó là chạy chức trước khi bầu cử, chạy quyền trước khi phân công công tác, chạy lợi trước khi phân bổ ngân sách, và chạy chỗ trước khi bổ nhiệm, và chạy tội trước khi điều tra và xét xử. Không chỉ chạy cho bản thân mình
mà còn chạy cho vợ, cho con, cho anh, cho em, người nhà, bạn bè và cánh hầu của mình nữa. Chính vì vậy, nhà báo Hữu Thọ mới viết hẳn một cuốn sách về chạy để phân tích các loại chạy. Ngày nay, chạy còn mạnh hơn, công khai, trắng trợn hơn, chạy cả bằng cấp, chạy cả giáo sư, tiến sĩ, chạy vào biên chế, cái gì cũng phải chạy. Chạy chức, chạy quyền là vấn đề hết sức nan giải. Muốn chống được vấn nạn này thì trên phải nghiêm, phải trong sạch. Nhà quan sát Song Chi thì nhận định như sau, chuyện chống tham nhũng hay chạy chức cũng vậy. Cơ chế này để ra tham nhũng, cơ chế này để ra chuyện chạy chức sẽ không bao giờ có thể giải quyết được nếu còn cơ chế độc đảng như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Đại hội 13, thị trường, chạy chức, sôi động, Phú Trọng, bất lực, buông xuôi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.